Hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện với YouTuber đẹp trai nhất Việt Nam Kiên Hư Hỏng và trả lời một số câu hỏi hóc búa khó khăn liên quan đến bản quyền âm nhạc trên YouTube. Ngoài ra còn có cách mua nhạc ở trên Epidemic Sound và các lợi thế về bản quyền âm nhạc khi tham gia NetBBTV. Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây là nơi chút bầu tâm sự của cộng đồng Việt YouTubers tự hào sáng tạo. Đồng thời cũng là nơi Henry Fan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Anh xem clip này chưa? Anh xem thôi. Em lấy một đoạn đoạn nhạc nhỏ thôi, có việc gì không anh? Đoạn nào cũng chết, một giây cũng chết. Yeah. Vi phạm bản quyền là vi phạm bản quyền. Bây giờ không biết có nên xóa hay để nhỉ? Không sao, chưa có bị gì thì thôi cứ để nguyên đấy, không sao cả. Em chỉ sợ đến lúc bị không được vào nét thì vỡ mồm luôn. Không sao đấy. Bình tĩnh. Khi nào bị Cái... gậy thì là tự động bị gỡ. Đúng rồi, cái video cho các bếp nó tự xóa luôn rồi. Không, mình kháng cáo là nó khôi phục lại. Đã đăng ký Epidemic sao chưa vậy? Em chưa. Nó bắt mình đăng nhập kênh YouTube phải anh? Thì phải đăng nhập kênh YouTube vào chứ, để nó còn quản lý được chứ. Quản lý được là tao cấp quyền cho kênh nào sử dụng nhạc của tao chứ. Em thấy những cái thằng kênh hưu bộ viết là bao nhiêu kênh nó đều dùng nhạc LSC tất mà. Ừ thì anh nói là rủi ro thôi. Nè, clip thằng này full nhạc LSC luôn. Thế à? Tức là món ăn của mình bắt đầu thành công, xong bắt đầu nó quay cả cái mâm mâm đấy, xong bắt đầu nó ghép nhạc LSC vào. Đây để em mở thêm một đoạn nha, đây. Nhạc lên nó cũng có nhạc LSC luôn. Ok, hiểu rồi, không sao, kệ nó. Giả sử em dùng những cái clip của em nha, có nhạc đấy thì nay mai mà bị bắt là xong xin nó à? À không, vào trong network thì mình chia sẻ doanh thu được chứ. Em hiểu không? Chia sẻ doanh thu được, nếu mà thằng nào nó bảo là bản quyền của nó các kiểu xong rồi. Thì mình chia sẻ doanh thu, ừ phần nhạc của mày, phần hình ảnh của tao, kiểu thế. Hiện nay chia tiền cho nó à? Ừ, chia tiền. Ăn đủ. Chia tiền như sao nữa? Mà kênh của em là bị dính bản quyền là sập luôn, bởi vì là trong kênh toàn nhạc LSC. Mấy mấy cái đoạn mà em làm xong là sản phẩm ấy. Ừ thôi không sao, bây giờ chịu thôi. Nguyên nguyên nhạc LSC. Ừ chịu thôi, bây giờ thế cho nên là mình bảo là chú phải né đi. Xem đăng ký cái Epidemic sao kia dùng đàng hoàng, em sợ gì hết. Còn cái từ khóa thể hình chú vẫn giữ ở trong thẻ tag cho anh nha, đừng để mất nha, ở trong mô tả nữa. Vâng. Thế cái nhạc đấy là cái nhạc đấy nó thanh toán luôn qua thẻ Ừ. anh. À, em chỉ cần nhập số tài khoản em là nó trừ luôn đúng Đâu, tháng đầu nó làm gì đã trừ, tháng đầu được miễn à? phí mà. Thế miễn phí xong người ta vào lét là không dùng nữa được. Ừ, được chứ sao. Xong rồi nó muốn đi liên lạc với BBTV để tạo gọi là đối tác, để con cung cấp cho đối tác của BBTV nữa mà. Vâng.